Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, tại những khu vực gần các khu định cư Adiyevka và Toskoy thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm tín hiệu của Lữ đoàn Cơ giới 110 và trạm chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới 63 của Ukraine. Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát Ukraine ở khu vực Kupian. Ở hướng Kupian, máy bay chiến đấu và các đơn vị pháo binh của nhóm chiến đấu phía Tây đã bắn hạ binh sĩ cùng thiết bị của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Mochanovo và Kitlovka ở vùng Kharkov, cùng với Sten Makhovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugan. Đối phương đã mất 110 binh sĩ, một phương tiện chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện cơ giới, một khẩu lựu pháo MS-TABI và một khẩu lựu pháo D-20. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này cũng bắn hạ 60 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 khẩu pháo ở khu vực Krasny Liman trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine ở Odessa. Tuy nhiên, Ukraine đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV của Nga. Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tập trung các lực lượng chính dọc theo hướng Kupian, Bakhmut, Adivka, nơi giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã tấn công khu vực tập trung nhân viên, thiết bị quân sự và hệ thống phòng không của Nga.